Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi thu một cái em R3 rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt là người 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 anh em này á là xem kênh mình từ hồi xa xưa rồi, lâu rồi. Thì bây giờ mới có những cơ hội bán xe cho mình. Và nhiều anh em hỏi lý do bán xe là như thế nào. Thì mình sẽ bây giờ mình đi rất là xa, ở Vũng Tàu luôn em. Vũng Tàu mà xa lắm, phải khoảng 2 tiếng mấy á, gần 3 tiếng rồi mới tới. Tại nó ở khúc xa. Thì nè, nhiều anh em hỏi lý do mà bán xe, tại sao bán xe, để mình gửi cho anh em xem cái tin nhắn còn nè. Nhưng mà mình sẽ che mặt khách hàng mình lại nha. Cũng đam mê lắm mà mua bán lại cũng tiếc, cuộc sống ai cũng phải bươn chải với lựa chọn của mình. Thì lúc mà mua này nè anh em ha. Không, cái này thì nó không thấy được. Để mình chèn vô cho anh em dễ dễ coi. Đó, cuộc sống bươn chải. Xe rất là đẹp. Cho anh em coi hình trước rồi lát xuống coi thử sao. Xe rất chỉ có 2.000 cây thôi. Mới mua luôn, 2.000 cây R3 2020. Em có thể quay màn hình lại cho anh em tắt. Người anh em nó gửi xe nè, rất là đẹp luôn anh em. Xe rất là mới. Đó, rất là mới ha. Can xà beng luôn. Đó. 2573. Vì cuộc sống anh em, nói chung là mình phải cũng phải có cái này có cái kia chứ anh em. Đó. Rồi cho anh em mình xuất phát nha anh em. Đi giờ Vũng Tàu thì mình gồm có những phụ kiện. Rất là nắng cho nên chuẩn bị những phụ kiện này chứ không thôi là mất đi vẻ đẹp trai. Ngồi trong xe ai đâu thấy anh em, đúng không? Ngồi trong xe là không ai thấy mình hết á. Chỉ mình thấy người ta thôi. Đó. Rồi, ok. Đi thôi anh em ơi. Tới Vũng Tàu rồi sẽ quay clip cho anh em xem xe. Và anh em không chờ siêu phẩm nha. Hai thầy trò dừng lại ăn một miếng nha anh em. Ăn một miếng rồi có sức lát 2 giờ. 2 giờ là xem xe nha anh em. Đấy, thẳng quay cho anh em. Thấy không, đi theo anh là anh ăn cái gì lại em ăn cái đó đúng không? Anh ăn gà 48 kg, để em cũng ăn gà 48 kg. Thích em đi anh đó. Mình ăn gà 48 kg rồi nó cũng ăn gà 48 kg luôn à. Cười không phải là bạn nha mày. Mặt mụn với em. Vậy thì hả? Xe ra trước đi để cho sáng mình coi cho dễ. Cái này nó xíu được mà nhân viên được rồi. Dắt ra ngoài có gì được thì em dắt lên rồi anh em, mình ký giấy rồi em chuyển khoản luôn. Không mà mấy anh em xem kênh mình thì xe lúc nào cũng đẹp hết anh em. Nói chung là anh em báo sao thì xe vậy, chứ không phải là báo một đường xe nẻo đâu nha. Báo còn chơi nhìn sơ qua là thấy xe ok nha anh em. Đa số mấy anh em xem kênh mình là vậy không anh em, báo xe rất là đẹp. Rồi dắt ra ngoài anh em mình coi. Đó, xe rất là đẹp cho anh em coi luôn đó. Xe này mình mua từ tận nhà anh em luôn, là anh em cứ soi thoải mái ha. Đồ zin còn luôn nha anh em. Xe có một cây bô này là gọi là full system, có nghĩa là lên từ cổ tới đít á. Đó. Vô xin ảnh lấy cái chìa khóa đề máy đồ nghe anh em. Rất là đẹp, này R3 đời mới nha anh em, R3 mẫu mới. Xe rất là mới luôn. Mới thì mình mới chịu khó đi xa thu anh em. Rất là đẹp. Đây. Xe nhìn rất là đẹp. Anh em chơi xe là anh em coi xem clip là anh em biết là xe đẹp hay xấu. Đi từ sáng giờ luôn anh. Em đi từ sáng giờ mới tới. Xe rất là đẹp ha. Thì ảnh chụp hình sau thì anh em coi hình sau thì ở ngoài vậy thôi. Mấy anh em xem kênh đây là đồ zin nè. Rồi. Còn một chiều nữa ha. Rồi ok. Xíu qua đâu mà cũng chín đó. Ủa anh đi bằng cái gì vậy? Hai chì đầy đủ luôn anh em.
không uống công sáng giờ anh em mình đi sáng giờ ha. Rất là ok. Xem anh em xem clip là anh em nhìn là chỉ cần coi clip rồi, nếu như mà anh em đã chơi xe anh em chỉ cần coi clip là anh em sẽ biết chiếc xe nó đẹp hay không đẹp. Nếu như mà quay như kiểu mình quay tầng 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 nó ha. Cái đầu ra. Chơi con này rất là nhiều nha anh em, chơi rất nhiều luôn. Cái chỗ này nó hơi xước xíu rồi nè. Xước cái chỗ này là do mình gửi xe á nè. Đây đây, chỗ này nó hơi xước xíu còn nhiêu là đẹp hết nè. Đây. Cái này do mình vận chuyển xe, mình gửi xe nè, chỉ có xước một xíu một chỗ này thôi, còn toàn bộ xe rất là đẹp. Mình đi coi xe là coi rất là kỹ luôn. Thậm chí á, có những anh em nhờ mình đi coi xe giùm á. Nhờ mình đi coi xe giùm hả, là mình hả coi chiếc xe rồi mình báo giá là anh em mà nên thu chiếc đó bao nhiêu luôn. Có những anh em có nhờ mình đi coi xe giùm cho anh em á. Tại vì trời nắng quá, thiệt nắng nó Vũng Tàu. Ngang nắng Bình Dương luôn á. Nắng Vũng Tàu ngang Bình Dương luôn. Cái liên quan tới Bình Dương. Giờ người ta gọi là nắng cực. Buổi trưa nắng cực. Rồi xe đẹp quá rồi thôi. Em mở cửa em đem mấy cái thùng này vô trước đi. Rồi em đưa mấy cái thùng đồ zin, cái đó là gì? Đây là khí chắn gió. Cái bọc đen nè. Bọc đen là đèn hậu. À đèn hậu đúng không? Đèn hậu tích hợp xi nhan. Đèn hậu với gương. Rồi cặp gương. Trong đây là cái bô zin. Cái bô này cái bô full system. Rồi em khi mấy đó vô xe trước đây, xe anh không có khóa. Dạ. Bô cái màu trắng. Đẹp, chỉ có mấy chỗ này thôi nhưng mà xe cũ mình chấp nhận được anh. Đẹp. Để ghế sau á, để băng ghế sau á em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi giải quyết giấy tờ. Để thùng băng sau á, nhớ đóng cửa lại mở máy lạnh. Đẹp tuyệt vời anh em ạ. Ốc à. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đi giải quyết mấy cái giấy tờ nha anh em. Rồi về mình bán lại cho anh em đi. Rồi shop Minmaker, mua của người chán bán cho người cần nha anh em. Anh em nào có chán thì cứ inbox mình đó, mình sẽ mua xe giá tốt cho anh em, nhưng mà phải giá hợp lý nha, để cho tôi có lời xíu đó nha anh em, chứ anh em bán giá cao hơn bán cho người ngoài là chết luôn à. Rất là đẹp, 2.500 cây. Thôi anh em mình về Sài Gòn. Em bỏ này lên xe. Bỏ chắc ở phía sau á. Mình thích xe, mình thích chở mấy xe đen đen á anh. Ơi xe đen mà chở mấy cái xe đen đen nhỉnh ngầu ha. Em không thấy xe gì luôn. Bye bye, về đây anh em.